mình đi thăm cầu ếch nha. Lẹ lẹ lên. Nước hình như hơi rộng phải không ta? Lẹ lên, lẹ lên. Chốc mạnh lên. Sắp tới rồi. Lẹ lên. Nhảy đùng đùng kìa. Kìa. Nhảy đùng đùng phải không? Nữa, 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 nữa. Ủa con ếch bự. Mẫu sắt lấy mẫu lấy hơi dắt luôn. Đây cây nữa. Ếch uống nè. Ngon không? Quá ngon. Dạ. Đầu tiên đừng ít khủng. Ngon anh em ơi. Rồi, cắn. Cắn lử mà chơi chơi trò cắn lử mà. Rồi, lòi bao tử nữa. Ớt lần nào ăn cũng lòi bao tử. Ủa da. Cứng mà anh em ơi, bỏ đây đi. À, dừng nhảy. Có cái cây mình nhảy sẽ được. Treo vừa vừa treo hỏng nhỏ. Chạy lung tung beng. Anh em ơi, cái đầu tiên. Không dính nè. Có không? Không có rồi. Đâu? Có điện thoại không ra? Mà. Ý, còn đừng con nữa kìa đó, cái kia. Trời trời vui quá. Con này gỡ được không? Được. Trời trời quá mày. Vậy gỡ. Đây chuyện nó nhảy ra cái là hay rồi bỏ vô là nhảy ra gần trong đám không uống hả? Trong đây có đặt không? Ken, ủa
Tưởng đâu có chỗ này chứ. Ở đây. Đâu? Đừng con hả? Thằng anh không nhảy gì vô gì hết trơn. Ngồi nè, lắm có luôn luôn nhảy gì đó. Ê, chừng chết tội nghiệp. Anh chết leo gì sao thấy ngu nè. Vô mà anh em ơi, dính quá trời dính lại. Chết chưa, chưa chết. Thả vô. Ngạt người chết nữa. Ba con nó bay dù dù đó kìa, bên kia nguyên một đàn luôn kìa. Trong đây gà nhiều không? Đặt nhiều không? Cái này quay dài quay không dính à? Không dính rồi. Mắc mồi luôn. Xanh mứt rượt luôn nè, thích chưa. Ồ, nguyên cái bờ bên đó mới đá kìa. Chín không? Không, còn gì không, không ăn luôn, tặng. Chín không? Lật xe gạo rồi. Chín hả? Ờ nó quắn vô đó nó chết luôn rồi. Ồ ngớt bự trời. Hèn chi không thấy gần câu mà không thấy nó quậy. Chết chó sình không? Mới chết nè. Gì mới ngập nước đây chứ gì. Kỳ quá anh em ơi. Ồ ngớt này uống trời. Chết uống hả? Hy sinh sớm cuộc đời á. À, lật xe gạo rồi đó. Lặt xe gạo rồi. Dính hả? Đùng 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 nước kìa. Ê, ngon nha, ngon nha. Đâu? Đừng nó ngập nước nữa. Nó còn để ngập nước gì? Cái đó mà để tới trưa là nó ngập nước. Nó quấn dưới cỏ kìa. Ê, ếch cũng bự à. Không, trọng trọng chắc bự lắm. Ếch khủng nè, gọi nhủi dưới rồi kìa. Mạnh dữ. Nằm im coi. Ếch khủng quá. Rồi, ăn quá trời ớt ngon anh nha. Là là ó gì nữa. Không có là chứ. Chở được không? Được. Dính này chứ không có là ó rồi chị. Rồi. Họ vô. Rồi ngon đó. Em nữa. Chứ nào để gần đó. Đứng tuốt gần đây rồi cũng thấy nó ghê thiệt. Vậy
dữ dằn nha. Nay về có gan muối lên em ơi. Có gan muối. Đâu? Ê ê ê, ếch bự đưa cái giò kìa. Rồi chúng tôi tử ra nữa này kìa. Lòi bò tử rồi. Cái này con bự không à, không có con nhỏ như vậy đó. Dữ dằn thiệt, lòi bò tử luôn. Nhìn ghê quá. Hay rồi dính khắn à. Nuốt cái lử vô luôn à. Con này chết luôn. Còn sống. Nhưng mà cũng sống thọ. Này có lý này thôi. Nấu ăn muốn thì sao không đặt hai ba cây gì đó. Cá ngớp nhóc hết trơn rồi trời. Trong đây hả? Không có hả? Không dính hả? Dính hả? Dính nữa, dính nữa. Trời trời, cái cần câu đằng kia phóng tuốt trên đó trời. Lôi cái cần câu lên trên đó rồi. Ừ, treo cái giò lắm. Thôi gỡ được thôi, đi bỏ vô luôn. Thôi ra bao tử rồi. Ờ, à, đúng rồi, lỡ lỡ. Nhảy lung tung ban hết. Gỡ mỗi tay luôn á, chỉ thân cho khác thôi. Bên đây hả? Ê, cái đám nó ngon kìa, có gài không? Gỡ mỗi tay luôn em ơi. Nè, cái đám này ngon nè. Cái gì nhảy đang đùng 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 đó kìa. Rồi không dính này. Có dừa nữa. Đây cái đó phải dừa không? Hầm nó chắc nuôi cá quá ha. Thường thường xung quanh trồng cây đó chắc giữa hay nuôi cá đó. Đây dòng dừa quá trời luôn. Có gà trong đây không? Ê, ai đặt cái gì vậy? Đâu sao xa chưa chuột nó lâu đem ăn hết trơn dính gì mấy cái giường bịch này nè.
trời trong xanh gió mát. Ê con gì nó bay kìa. Đó. Tiếp. Táp vô cái đó rồi, giáp vô cái bụi rồi kìa. Nhảy đùng 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 mà biết dính là thấy không? Cạt luôn hay gì vậy? Này dính ớt ớt trọng trọng không chứ? Nhảy đâu giờ thoát hai con, hết con. Trong đó ngốc nữa. Lưỡi ngoại nằm sẽ lai hết trơn. Dính con hả? Cá ngốc quá trời luôn. Bụi quá lớn, mấy ký. Anh thằng ngô trời con ếch chà bá kìa. Kinh hoàng hơn. Nhảy mà đem đây đi. Nằm im chỗ coi. Ếch khủng, ếch khủng nè. Nhảy hoài đi vô đây biểu. Cái này đi. Coi thử hết rồi. Gỡ nó kinh hoàng chứ. Ít bự. Nó kinh hoàng thiệt. Hay gờ xuống cái đầu vậy. Rồi dính lử giống luôn rồi. Tét mồm luôn á. Bỏ đại luôn, bỏ vô luôn. À nó gối, hai nhỏ nó gối. Tội nghiệp nhỏ chắc. Bỏ vô luôn đi. Gỡ con kia kìa được không? Chẳng nhảy ra đó. Lung lung quen hết trơn. Để kinh khủng không? Chào hết chào bán hết. Giờ đứng. Giờ đứng làm cái tay. Cái đám mà muốn thì cháu không đi luôn. Nữa hả? Đám không uống rồi, cơ bộ ngon rồi nha. Cháu không vô kìa. Cắm câu là xưa giờ chơi thả câu mới ghê. Còn mạnh ghê nữa hả?
Trời ơi, sao ít người không vậy trời. Nè, ngon không? Nè. Nhảy. Rồi, lo lên đi. Để hồi nó xích cái là gọi luôn nè. Xích cái là buồn, nó hết sức luôn nè. Mà nuốt vô giấy gì xích được. Hết này sao xích nổi. Nó khủng luôn á. Nếu con nào bự là gõ chặn ai. Mùa nước này mà cắm câu sao cắm. Về cái lóc bệnh thả đi. Không à, thả ngon lắm. Nhìn thả câu đó, như vậy không? Nghĩ lung tung ban ớt khủng không à. Mày cái lóc này cái lóc nhỏ mà cái lóc nhỏ dùm đó muốn mày còn nữa không cái muốn non ghê luôn á. Nào dính nữa không ta? Không dính hả? Còn hai cá luôn, dính hai cá. Dính được hai cá sình. Trời, vậy là ngon lắm rồi. Giờ đi về thôi. Về luôn. Hai cá muốn, hai cá muốn. Vừa cộng câu ếch mà vừa hái rau muống ghê không, tiện lợi không, ếch xào rau muống cá ẻ luôn. Ôi mà trời ếch mọi người nhiều rồi, hai được một đống rau muống rồi mà sợ gì dọn ếch thì nhiều không cho anh em thấy đây có một con lặt cây gậu. Cái lồng này khó dòm lắm, nó nằm một nhùi đây nè. Bao la không? Bao la không? Quá tôm lắm.